được tạo bởi tập thể lớp 12 A3 chúng em. Nên với sự sưu tập đầu tiên đó chính là sắc tái chế. Đến với bộ sưu tập đầu tiên đó chính là sắc tái chế làm bằng túi bóng, được tập thể lớp 12 A3 chúng em tạo nên với tông màu chủ đạo là màu hồng kết hợp với màu trắng của sự thuần khiết, tạo nên một nét đẹp sinh động và hài hòa trong bộ đồ. Vâng, tiếp theo đến bộ sưu tập mang tên Công chúa Tinh Khôi. Vâng, đây là một bộ trang phục có tông đồ chủ đạo là màu trắng. Tinh Khôi mang đến sự trong sáng và dịu dàng. Đến với bộ trang phục tiếp theo, đó chính là tên trang phục mang theo tên sự lịch lãm của phái mạnh. Và đây là chất liệu là màu báo đơn giản và không thiếu đi cho mình sự lịch lãm và đầy khí phái của người đàn ông. Tiếp theo đến với bộ trang phục mang đậm chất công tử và trẻ trung, với nguyên liệu làm bằng bao bì được tái chế làm theo phong cách cùng với nhiều các bạn. Đến với bộ trang phục cuối cùng của chúng em, đó chính là trang phục làm bằng chất liệu báo và viên đắc long, được tạo nên bởi vô như một chàng hoàng tử. Cảm ơn quý vị và các bạn và các thầy cô cùng ngước mắt lên màn hình. Cảm ơn quý vị rất nhiều.